Wow, quá ngầu luôn em ơi. Wow, ngầu ghê hả? Ngầu chưa em? Xin chào người nha, chào người đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ cốt truyện chính của game One Piece 30 Part nha mọi người. Đấy, thì game vừa cập nhật thêm chương 39. Đấy, thì anh em nào mà đã xem cái phần trước của mình á, đại chiến Marineford giữa băng Râu Trắng với đại tổng bộ hải quân á. Đấy, thì trong tập trước thì anh em đã xem á, thì thấy Râu Đen đã tới ha, đã tới đánh bố già nhiều tử luôn để cướp trái chấn động của bố già. Đấy, thì hôm nay tiếp theo mình sẽ bắt đầu thử tham gia thử chương 39 sẽ xem như thế nào nha. Ai anh em bấm vào tiếp tục cuộc hành trình của Luffy đây, xem thử cái nhiệm vụ cốt truyện chính đợt này sẽ như thế nào. Wow, bố già kìa, rồi thấy ở trần là hình như hy sinh luôn rồi em ơi, quá nhanh. Đúng rồi, trong tập trước đánh đâu lại bị rồi hy sinh rồi anh em. Rồi Râu Đen nó đã cướp được trái chấn động rồi à, nhanh vậy. Đấy, thì game này rất là hay luôn nha anh em, nó theo cốt truyện chính trong phim luôn. Phim như thế nào thì nó game nó sẽ theo như thế này ấy đấy luôn. Đấy, hiện tại thì nó đã tới phần trận chiến Marineford rồi. Oh my god anh em ơi, được trải nghiệm tướng mới. Wow, được sử dụng hỉ sư đô đốc luôn. Ôi phật tổ anh em ơi, được sử dụng đó, coi được đánh thường coi. Wow, ơi có ráp nữa kìa, có ráp phụ đánh luôn kìa. Ôi hai hai người mạnh nhất, hai người mạnh nhất của hải quân đánh Râu Đen luôn. Vậy là Râu Đen quá mạnh anh em ơi. Wow, mình được sử dụng nhưng mà cho sử dụng hai chiêu thôi anh em ơi. Đây là tướng này, đây thanh niên tướng mình đang xài này rất là hiếm nha anh em, phật tổ này. Ôi sao khó đánh vậy, vừa chạy tới là bị nó quýnh văng ra liền. Ôi ôi đúng là Râu Đen. Wow, Râu Đen vẫn là một ẩn số nha, cũng khá là mạnh đấy. Wow, trốn hoài luôn chưa mạnh vậy. Wow, ráp mà còn đánh không lại luôn kìa. Ấy cha, rồi chấn động chiêu, nhìn chiêu thức cũng giống ráp quá ha. Nói chung được mấy hai chiêu thôi à, y luôn mấy cái chiêu thức giống y ráp luôn em. Ai à, đây 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 có chiêu mới rồi. À, chiêu ba là biến thành phần tổ nè. Wow, đập kìa, đập kẹp, đập 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 đủ chữ kìa. Wow, ok sử dụng chiêu cuối thử nha. Wow, ui ngon. Hiện tại cái tướng anh em phật đỏ này, anh em muốn nhận được thì anh em phải đi đấu lane nha. À, cuối tuần anh em đấu lane và mỗi ngày mỗi lần đấu hình như được 2-3 mảnh gì đấy, hay nói chung mấy tháng trời mới được nhận được này thì lại hiếm lắm. Wow, như khá là mạnh đấy nha. Thôi được trải nghiệm cũng ngon, mừng. Tiếp tục nha anh em. Ok, mở thêm đảo mới gì kìa. Ok rồi, à bố già còn em ơi, chưa chưa lấy trái. Lấy trái chấn động chưa ta? Này, bố già bị kẹt bên đó rồi. Ồ, rồi Kuma. Rồi anh em chọn tướng nè. Anh em chọn tướng gì đi? Thích tướng gì? Mình sẽ cho anh em chọn tướng đấy, bố già luôn ha. Cho bố rào với Mắt Rô luôn đây, cho nó giống trong cốt truyện chính trong phim luôn. Ok. Ý, bấm lộn. Ui. Ui, trời. Chạy đâu hả mấy bé? Nó đã luôn. Hiện tại hệ xanh á, anh em nào đang hệ xanh á thì ráng chơi quán quay ra mắt Marco nha. Nói chung Marco vừa đánh hạng vừa đánh máy à, đi PvE khá là ngon luôn trong hệ xanh nha. Đấy. Còn hệ đỏ thì anh em có thể sử dụng Râu Trắng nha. Đấy. Còn hệ vàng á, về vàng thì anh em có gắng chọn những tướng chính á, dạng nãy giờ mình nói là những tướng chính để anh em cày á, vừa đi đánh PvE vừa đánh hạng luôn á. Hệ vàng thì anh em có thể chọn Râu Đen hoặc là Boar Hancock nha, khá là ok đấy. Đấy, anh em có thể tham khảo thôi. Wow, đẹp chưa anh em? Wow, chiến trường đại chiến Manifold mà. Ui wow, binh đoàn Kuma, anh em ơi, người máy Kuma. Trời ơi, wow, sao, ai, tuổi, gì vậy, chọc luôn em. Ê, mình có thể không đánh em à, nhưng mình có thể không không đánh, mình qua bên đây mình đứng luôn này, khỏi đánh nè. À, khỏi đánh. Wow, Akainu tới, hình như bắt đầu khúc này là Akainu bắt đầu
chi lùng mà Luffy nè anh em. Chi lùng Luffy đuổi theo Luffy, đài Jinbe tới hỗ trợ cứu. Ok. À cái này thì khúc này không cần đánh nha anh em, chỉ tới cái vùng ánh sáng đó. Ui, phải đánh anh em ơi, phải đánh mới được đủ nhiều điểm anh em. Thôi lỡ rồi. Ok baby, này quả đánh với Akainu rồi. Rồi Luffy đâu rồi? Đây nè, thấy không? Đây nè, Jinbe đang ôm Luffy á. Đấy, bắt đầu Akainu đuổi theo chi xét Luffy nè. Nhưng mà không sao, có quân cách mạng hỗ trợ. Đây Jinbe. Đây. Ồ, thoát củ hải Jinbe. Chạy đâu? Đâu rồi? Thằng Akainu đâu? Cái gì vậy? Gì? Mạnh phết ta. Yếu vậy? Gì vậy? Con heo. Ôi, gì vậy? Sao sử dụng chiếu được vậy? Chửi nè cưng. Chết mày nè con. Chiêu của Jinbe nó hơi chậm anh em à, nên dễ bị khắc chế. Đang sử dụng chiêu mà mấy kia nó đánh cái là nó mất chiêu à. Đây, chiêu Jinbe sử dụng hơi chậm. Wow, đóng băng đó luôn. Wow. Chạy. Ôi không, toàn Jinbe rồi. Ôi, đi Jinbe đang đè Luffy kìa anh em ơi. Cuộc trốn chạy thần kỳ. Ai rồi. Ai, à, cá sấu ra rồi. Cá sấu. Từng là kẻ thù, bây giờ là lại là những đồng minh thân cận. Đó, những giúp đỡ Luffy. Anh em, cá sấu giết nó. Giết. Rồi, mày. Wow, mạnh phết. Chờ, nói chung cá sấu cũng mạnh lắm anh em. Này. Rồi chiều cuối ulti nè, quá đẹp luôn. Wow. Ôi cái phần nhiệm vụ cốt truyện chính này đá vãi anh em ơi. Được sử dụng quá trời tướng luôn. Toàn là tướng hiếm không, tướng đã không. Ngon lành, chạy đi chú bé ơi. Đưa Luffy. Rồi, Bubi luôn, chú hề Bubi vô luôn. Rồi, lao tới luôn, quá đỉnh. Đấy, bây giờ đưa sát Luffy cho Lao để Lao chữa trị vết thương. Ok, tiếp tục. Wow. Đường này khó khăn vậy. Ôi, sát chết quá trời luôn em ơi. Một trận đại chiến mất mát quá nhiều. Ủa, mình lên trên đây luôn. Wow. Á đù. À, kìa, thấy thiền của Lao kìa anh em. Đã thấy thiền của Lao rồi, đây. Ow. Wow, đẹp vậy. Wow, game làm đẹp phải em ơi. Ngon. Ok, wow, Kizaru luôn, Akainu. Makro, Mako. Đây, bây giờ bắt đầu râu trắng đã hy sinh rồi phải không? Râu trắng đã hy sinh rồi thì bây giờ bắt đầu phải sử dụng. Đây, mình chơi luôn. Râu đen luôn, đấy. Vô. Đổi nhân vật nhiều cho anh em xem thôi. Ok, đây. Hút à, Akainu, tôi hút bạn. Đấy, hệ vàng thì anh em nên sử dụng râu đen nha, khá là mạnh luôn. Ồ, nhanh vậy. Mới win mấy phát anh em ơi. Mới win mấy phát à. Hút. Giả bị tay. Bam. Ủa, còn sống luôn hả? Rất là châu à. Ủa, hay xin rồi. Hay trời qua Akainu nè. Ồ, tụi bay ha. Akainu cho một giọng. Quá mạnh anh em à, tại lực chiến của tướng mình khá mạnh á, nên đánh rất là nhanh luôn. Rồi đâu à, đi đường nào. À, thì tiếp tục. Đẹp ghê ta, game càng ngày càng làm đẹp ha. Wow, đúng là cái trận chiến lịch sử hay nhất của phim luôn. Nó được khắc họa trên game à, khá là đẹp luôn. Nhìn ngầu vãi anh em. Đây. Dùng ulti Akainu cho anh em xem luôn, anh em nào mà chưa mới chơi á hoặc là chưa có sở hữu tướng này á, cho anh em xem trải nghiệm luôn ha. Chủ yếu mình làm cốt truyện chính thì mình cũng sẽ trải nghiệm các
cả các tướng cho anh em xem để anh em có thể thêm tướng nào ngon anh em có thể quay. Đây lúc này cô Bi ra khóc hu hu nè, chặn lại nè, nói cụ Thiến dừng lại đi, hai bên đã mất mát quá nhiều rồi, mục đích của chúng ta là giết ai và Rau Trắng và hai người đó đã hy sinh rồi, dừng lại đi. Khóc luôn rồi em ơi, khóc luôn. Ui wow, quá ngầu luôn em ơi. Wow, ngầu ghê hả? Ngầu chưa em? Wow, lúc mà cô Bi nói chuyện xong ngất xỉu, cái San tóc đỏ đã tới và câu nói chính thức ta đến đây để kết thúc cuộc chiến. Thôi kết thúc được rồi, mục đích của ta là ai đã hy sinh rồi thì chúng ta nên kết thúc cuộc chiến đi. Ok, giờ San tóc đỏ tới nói cái gì bên cũng chịu hết, thị sư đô đốc ông cũng chịu hết. Wow, quá ngầu luôn em ơi. Ê, tiếp tục còn tưởng còn nha anh em. Đây San, trời ơi tướng mới này em ơi, có khi nào tháng sau ra tướng này hôm nay em, chắc này ra tướng 3S rồi. San tóc đỏ chắc nghĩ là 3S anh em. Wow, nhưng mà không biết nào ra thôi, hiện tại chưa có thông tin em à. Wow, rồi ai nằm đó, bố già chết đứng luôn, quá đỉnh. Đây lúc này thì San nói là dừng lại cuộc chiến được rồi, và khi sư đô đốc nói ok ta chấp nhận cuộc chiến kết thúc tại đây. Đấy, nói chung thì đây ui qua cái phần 2 năm luôn hả? Wow, tới đảo người á, đồ 2 năm thêm kích luôn em ơi. Rồi luôn qua chương 39 phần 8 đầu. Vậy là ở tổng bộ hải quân là hết rồi anh em, qua đảo mới luôn rồi. Đảo của Bo Hancock ha, đảo phụ nữ. Đấy, ngon lành. Đây thì bắt đầu tại đây tiếp tục có chuyện là Luffy sao thêm kích ha, là Luffy sẽ bắt đầu tập luyện ở đây để học thêm. Đây, sau khi chữa lành vết thương, wow đẹp vãi em ơi. Ai, đồ ăn quá trời luôn kìa. Đây coi thử như thế nào nha. À, quay lại nữa em ơi, quay lại. Đây đúng rồi, quay lại chỗ tổng bộ hải quân và khắc tên, gạch bỏ 2 ngày chuyển thành 2 năm nè. Đây, rung chuông nè. Đấy, y trên phim luôn em, đỉnh thiệt. Đấy, quay lại chỗ tổng bộ hải quân nè. Quá đỉnh. Ok. Đi đâu nữa đây? Gì ạ? Đây nè, khúc này đứng nè. Khúc này đứng cầm bó hoa chụp hình nè. Trên cánh tay có ghi nè. Đấy, nói chung anh em nào xem phim thì chắc cũng biết rồi. Đấy, wow. Đây, để mở coi nè. Đúng rồi nè. Ok. Quay lại tưởng niệm và kêu các đồng đội hãy tập luyện đi. Ok, hết luôn rồi anh em ơi. Hãy tập luyện đi, trong 2 năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Ok, thì nhiệm vụ cốt truyện chính tới đây là hết. Anh em đợi tháng sau tiếp tục ra thêm cốt truyện mới tiếp theo nha. Nói chung khá hay đấy. Nói chung cái phần cốt truyện đợt này cũng khá là đỉnh đấy. Được trải nghiệm rất là nhiều tướng luôn. Đặc biệt được trải nghiệm được ấy, sư đô đốc hoặc tổ ha. Ngon lành. Ok, coi thử mình đi vòng vòng để coi thử bản đồ có gì mới không. Đây. Ok, cũng vậy anh em ạ. Ok, thì chắc mình sẽ kết thúc video này tại đây nha anh em. Anh em cùng đón xem tập tiếp theo.